Thiệt tình, có vậy tôi tạo nét cũng được. Để tôi làm lại cái nha. You came to me in that hour of me when I was so good bad. Sao thấy cảm giác sao? Em đang thao khoái không? Chưa chạy hả? Chạy lên chút xíu thôi chạy lên. Mình qua gara để mình lấy con Gixxer 600. Tại vì nhà mình chật quá, không có chỗ để, mình phải gửi gara. Rồi bây giờ mình lấy ra để cho bé Nhi tập chạy nha. Bây giờ đi theo mình nè. Anh Thái anh đang kiểm tra xe rồi xong lấy ra, tại để lâu quá không đi á. Xong chưa Thái? Xong rồi em, mới xong rồi. Đây ổng đây, mình đi làm á, về trễ quá cho nên phải làm nãy đêm, còn thôi là ban ngày cho anh em quay chơi rồi. Ổn rồi đúng không? Ổn rồi, giờ ra vợt rồi đó. Giờ anh em mình sẽ lấy xe ra vợt nha. Xin nhờ anh Thái rắc dắt xe ra giùm nha. Nó xe chạy ra. Ra đây luôn Thái ơi. Đôi khi đi phân phối lớn nó cũng không, nó cũng có cái cực của nó. Có tiền mua con khối lớn mà không có tiền đổ xăng, anh ta phải nhấp bộ hay sao. Cái anh trai đơ chạy qua giặt mặt, trời ơi tụi xong mà mệt nó quá tôi. Trời ơi, đây là con Gixxer của mình nha. Thì bây giờ mình đang chờ bé Nhi quay phim. Đây, cái nhà này là chỗ quay phim này. Đó. Thì mình đi quay cho mì gõ thì nó cũng quay ở trong đây luôn. Em quay cho mì gõ là cũng quay trong đây luôn á. Cái nhà này là cho anh, thuê quay phim. Anh hôm nay anh lấy xe này anh đi cô gái mà. Thì anh đang con nhỏ này nè, nên anh thích lắm. Đồ má, em của em anh. Thì em của mày nhưng mà nó cũng là em của tao, nó có quyền. Ồ, em của mày em của tao mà anh đòi cua em của em là sao? Có quyền mày. Tự nhiên em cua là lộn luôn em, mà. Em gái nuôi, tao nhận là em gái nuôi. Em nuôi. Được không? Đây, được đây không? Là con Gixxer nè. Con này có bán luôn nha anh em. Thì hôm qua con bé nó mới té xe. Bây giờ mình sẽ làm một cái clip, chút nữa nó ra mình sẽ đưa xe này cho nó, coi thử nó dám chạy không. Mua có clip quay clip cho anh em coi chơi ấy. Thiệt anh em cực lắm anh em. Đâu bật cái chìa khóa lên coi, cho đèn cho anh em coi được đó. Nè mấy anh em coi. Mấy anh em phải coi phim á, lộn coi clip á, phải nhớ làm sức. Đây là nguyên một con xe khủng này. Sắp tới mình có order con CB650R á. Nhưng mà hơi lâu á, về xe nó về hơi lâu á. Này buổi tối quay hơi tối nha. Đó cho anh em coi cái đồng hồ của xe nè. Bây giờ tắt mở lại cho anh em coi kỹ hơn nè. Đó. Dạo này thì anh em mình không có thời gian. Mình thì đi quay cả ngày, còn anh Thái thì đi làm chiều mới về, cho nên buổi tối này hai anh em ráng tranh thủ làm một cái clip cho anh em xem, để không thôi anh em quên mặt. Thôi anh tắt đi, mình chờ nó ra. Ok, hơi ngắn nha.
đèn xe con đi ba, hết bình rồi ba. Nó chưa vô con ngọt lắm. Ở đây đường con nít nhiều không dám chạy. Đúng rồi, mày tao vừa thấy mày phá nát hết công viên của người ta đang tập thể dục rồi đó. Mày gây ô nhiễm không khí rồi đó. Mày nạt bô quá mà. Quá hơi ô nhiễm không khí rồi đó. Con anh em nó yếu hơn 650 R của em. Anh em thông cảm nha, hôm nay quay buổi tối mặt nó hơi tối nha. Yếu hơn 650 R của em. Trời ơi, bô tao đập về mà mày kêu yếu hả? Mày hét cái lon sữa bò to đùng đây không? Nè, cái lon sữa bò khủng khiếp đây à. Nhiều là yếu. Thế nó xạo ghê không anh em? Dạ, ở đây tối quá chạy không được anh em ơi. Tối thui rồi, lỡ chạy cán nít đó, ăn cho hết. Chờ mấy gì ra lâu quá. Để công viên. Nè, hai thằng đang chờ gái ra chơi. Em định vô chỗ quay luôn á. Biker ra. Dạ. Chờ biker ra nãy giờ. Hello. Chào mọi người, Nhi mới vừa đi quay về. Cái quần của ông già mà lấy mặt hả? Mặt không qua giờ đó. Trời ơi. Qua đây qua chạy đậu gần anh Thái luôn nè. Nữ biker nào đây? Thì bây giờ anh với anh Thái mới nghe tin, anh Thái mới nghe tin em là hôm qua bị tai nạn. Bây giờ anh Thái mà bị tai nạn về Trẻ Châu, nên giờ anh Thái đưa cho em chiếc Gixxer luôn anh, cho anh, em phục thù á. Anh nghe nói là em mới bị Trẻ Châu làm phiền đúng không? Xong rồi em lên là em nạt nó mà em chưa kịp nạt là em làm cái rầm nữa. Đúng rồi, là anh tự lật luôn. Mà người ngợm có sao không vậy? Không sao hết, nói chung là chạy sơ sơ rồi anh. Vậy ổn đúng không? Còn nè, được đúng không? Nè, qua đây chơi nó luôn đi. À, nó nặng không? Không, nhẹ lắm. Không nhẹ chơi lắm. Chơi đi. Vậy có hả? Ừ. Có gì anh hỗ trợ cho em, tập cho em vài bữa là em chơi nó lại hết à? Vậy em nẹt bôi mặt nó. Ừ đúng rồi, cái này bao nẹt. Ủa mà trong đó còn đang quay em còn. What the hell? Đúng. Rồi nẹt bôi có sao không chơi? Đi lóc bên kia kìa mới nẹt được. Thôi chơi đi nẹt nhẹ nhẹ không sao đâu. Thôi mình chạy qua lóc bên kia đi, chạy cho thoải mái. Chạy luôn hả? Ở đâu? Hả? Ở đâu? Bên kia. Đó, góc sáng sáng ngày đó là hả? Ừ. Chờ mấy anh Trẻ Châu là đúng bài luôn á. Không, chìa khóa rồi. Em, cái này mình quay vậy như mình nhả hàng thôi. Về bữa nào ban ngày á quay mới đẹp. Ban ngày quay anh em giật cái chìa khóa xuống xíu này xong bẻ qua. Giật ha. Rồi bẻ ngay qua. Ừ đó. Thu nó vậy. Sao? Thấy cảm giác sao? Cảm giác sao khoái lên. Chưa chạy hả? Chạy lên chút xíu rồi. Chạy lên. Vô số mà. Đó đâu rồi? Đó. Đây. Đó. Đây. Đó. Đúng rồi. Rồi từ từ nhả nha, từ từ nhả con ra. Nhả từ từ ra. Đúng rồi, chạy tới. Đâu. Đủ phục thù Trẻ Châu ơi, chỉ ghiền, chỉ ghiền. Ê, giờ sao? đổi xe hả? Bây giờ là tóm lại đúng không? Bây giờ lấy xe đẹp về đi, lấy xe quay về. Hợp lý không? Yeah, hợp lý. Ê, đã quá à. Thực sự á, 600 con coi. Thực sự đáng lẽ là không có cái clip này đâu. Tại vì anh em mình chờ bé Nhi ra để đi ăn á, rồi sẵn xe rồi quay cho em cái clip. Chứ thật trời tối quá không có thấy đường. Cho anh hỏi em là lần đầu tiên em chạy con này luôn đúng không? Lần đầu tiên trong đời luôn á. Chạy con 600 quạt bay không khói đúng không? Đúng rồi. Thấy cảm giác sao? Chia sẻ mấy bạn biết rồi. Cảm giác là mấy bạn đi mua xe liền đi. Không phải đâu, em chạy mà anh với Thái để hồi hộp là sợ ngã một cái là tối không chống được. Xe này nói chung là nó thấp với lại nó nhẹ đúng không?
chiều cao nó vừa phải với em, tầm 1m6 hoặc 1m58 là có thể chạy chiếc này rồi. Chứ đâu một phần nữa là nó cũng rất là dễ điều khiển. Nó ngồi thế đã đúng không? Đúng rồi, ngồi thế đâu, đâu. Em gác cái chân lên đây lên cho mấy bạn. Gác chân này lên. Đó. Chất rồi, được. Nhưng mà chạy cái cảm giác như nằm giường vậy đã đó nè. Giống thế không? Giống thế, giống thế à. Nên mà nói chung là rất là sướng. Lần đầu tiên em chạy con này cho em thử cái nữa nha. Cô động đó là được rồi. Gật gật xuống. Rồi chạy đi. Chạy đi. Có đạp chưa? Chưa. Vậy cầm cái mới được. Không được. Gì vậy? Vậy là có số rồi á. Đây số 1 rồi đó. Ừ, chạy đi. Chạy đi. Đẹp ngô cái coi. Em gái thích quá rồi. Thì bữa nay là buổi tối, đây mình làm clip cho vui thôi. À, làm clip cho vui nha, đem coi chơi thôi. Chứ mà bữa nào ban ngày đi mình sẽ cua ổ mà đúng không? Cua ổ. Có nói chung là bạn nữ cũng chưa lần đầu tiên đi mà cũng chưa thành thục lắm nên mà tụi mình sẽ từ từ đào tạo bạn nữ chuyên nghiệp hơn. Đào tạo là thành tay đua luôn. Thành tay đua để chơi trẻ trâu mà. Mà em sợ nó té anh Thái. Hôm qua bữa nó té em hết hồn quá sợ mà về ông già ông la chết luôn. Một dòng trải nghiệm à. Rồi bữa nào ban ngày anh tập. Đâu? Rồi ok. Bữa nào ban ngày đi. Trời ơi. Ban ngày đi tập chạy cho tiếp bữa nữa. Ê, đau quá. Ừ, cảm giác cái tim lên là xe tim nó đúng không? Chưa đâu, đi chưa đi đâu, con này chưa nữa. Đâu, còn mấy con khủng hơn nữa. Vài bữa rồi. Chạy xong con này rành đi rồi cho lên mấy con khủng hơn nữa. Em theo em nhận xét là con này đủ chạy trẻ trâu chưa? Cái này hả, mấy anh chạy trâu nẹt cái nó bay vô. Tập rành xong mấy cái dòng này đi rồi lên mấy cái dòng cao hơn nữa. Còn khủng hơn nữa mấy dòng cao em lên cái là ép tim. Anh mới bị tổ dân phố phàn nàn về cái vụ tiếng ồn của xe này đó. Nhưng mà cái bô đó rất là đã nha. Rất là ấm luôn ấy. Đây là bô lon sữa bò GB á. Anh Thái cầm quay cho người ta xác nhận em hai anh em tụi nó vô cái mặt cái là hai anh em nè. À vậy hả, dạ. Vô mặt mới được hả. Nè. Đây. Nhìn đi. Đừng có ai nói là hai tôi quen nhau nha. Nhìn cái mặt là biết rồi, khỏi nói rồi đó. Này, bây đây. Thằng này thấy giới thứ ba mà. Đúng rồi không? Mặt không được y chang nhau. Giống nhau mọi người. Chắc nhận là anh em đúng không? Ok đây. Đó. Quá đã luôn rồi. Rồi lấy xe về đi. Lấy xe về luôn đi. Dạ cảm ơn anh. Bữa nào chủ nhật đi. Chủ nhật sáng á. Sẽ bữa nào làm quay á. Thấy chủ nhật xe xa la cái khu đó đường rộng cho em chạy xe máy được. Dễ cua hơn. Chủ nhật. Đã quá. Chưa đâu. Yes. Chạy mấy con Ducati hay con gì đó còn phê hơn nữa. Con này vẫn là dạng 600 vẫn là thường thôi. Nhưng mà chạy ngon quá luôn á thiệt thời. Anh chạy nhưng mà em chạy nhưng mà anh rất là rung. Cái tim nó đập đùng đùng luôn. Nhưng mà em chạy ngon mà. Được, không có khiếu chạy. Lần đầu tiên là ổn lắm. Như vậy lần đầu tiên anh chạy con này anh chưa quen con. Anh Thái chạy giờ được. Mới mua chiếc này giờ. Mới mua chiếc này. Không phải. Tự nhiên giờ chạy con này xong cái ngồi lên con này cảm giác yếu liền á. Chán liền á. Không phải không có chán nha. Mới bém bém lắm. Xin lỗi mới độ á. Đồ thêm cái đồ để đồ đi quay. Mà cảm giác là em ngồi con kia xong ngồi xuống con này sắp chủm rồi. Thì đúng rồi. Dễ lái hơn không? Nhưng mà con này đẹp anh. Thái đẹp không? Đẹp đẹp. Em dọn lại đẹp không? Ghê vậy, có bản hiệu bản gốc tên luôn hả? Ghê vậy. Tống miếng gì? Nhân vật nổi tiếng. Con tụ. Trời, ủa em bọc thép cái đèn này là để làm gì em? Để bảo vệ cái đèn. Bảo vệ cái đèn. Hôm bữa hôm mình té ngã mình va đập á thì nó không có bị trúng vô chạy đèn. Hôm bữa té không có cái này á, cái này gãy luôn nè, không có cái này là hư cái đèn rồi. Nguy hiểm à. Ừ. Xe này em mua bao nhiêu vậy? Xe này á hả? À. Thì mua lại thôi. Mua lại 25. 25 triệu. Dọn lại 25 triệu. Dọn lại cỡ dọn tầm lại nữa, khác nữa. 2 triệu mấy nữa. À.
Ngon ha, 125 phân khối hả? Nói chung là tổng cộng xe này 30 đi. Gói tròn. Gói tròn. Đẹp quá. Mà xe này mua mới luôn á, là ba mua mới luôn là 34 35 á. Sau khi chạy xe bọt bay thấy nó khác hẳn nghe chứ. Một cái cảm giác trải nghiệm rất là khác luôn á. Nó tốc độ hơn đúng không? Nó tê đúng hơn. Ôi, cái đó mà kéo ngửi mà kéo giọt hết nha. Nút gió luôn đúng không? Nút gió luôn là đó. Kiểu như nó đều lại á, nó cân bằng cái người lại á. Ngon quá à. Không, cái này mặc cũ cũ với á. Sao mà mặc mấy áo mà kiểu ngắn ngắn đồ. Nói chung bữa nào mà không quay chứ đừng bỏ quay nha. Hiểu không? Bữa nào mà rảnh á thì ấy. Chứ đừng có ham xe quá rồi bắt ốp xô như mấy bữa. Thì bữa nào đi anh rảnh nghỉ á, anh em ra cho chạy thử trải nghiệm chứ có gì đâu. Không, em nghĩ em lấy chiếc 250 á, chỉ tập trước đi. À 250 của anh á. Ừ. Tập trước tập quen cũng rồi lên mấy con. Cũng mạnh lắm chứ. Mạnh lắm trước. Nó mà tả quá. Lần đầu tiên trải nghiệm lên xuồng 600. Lần đầu tiên trong cuộc đời em leo lên chiếc xe. Em run luôn biết sao mà anh Thái. Chiếc xe này mới tập được có 3 ngày rồi leo lên 600. Tập xe này được 3 ngày. Tính ra là anh con đầu tiên của anh chạy sự bọt bay là con của ông Huy á, ZX10R. Con đầu tiên luôn á. Rồi. Về nghỉ ngơi đi. Rồi. Ok. Rồi. Ok. Cảm ơn anh. Thứ bảy đi. Thứ bảy. Chủ nhật tuần này đi. Chủ nhật tuần này hẹn ra chơi tiếp. Ok. Ừ. Rồi. Bye bye mọi người. Thấy em gái tôi đẹp gái mọi người. I love you. Bye bye. Còn thằng này là thằng anh tôi nó xấu quá. Thằng này thằng anh mất dạy.